Cộng hòa Dominica sẽ tiêu hủy hàng chục nghìn con lợn sau khi phát hiện dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại 11 trên 32 tỉnh thành của nước này. Chính phủ sẽ trả cho người chăn nuôi theo giá thị trường cho mỗi con lợn bị tiêu hủy. Thông báo được đưa ra sau khi các nhà chức trách gửi 389 mẫu từ các trang trại lợn trên cả nước đến các phòng thí nghiệm ở Mỹ, đồng thời sau khi ghi nhận tình trạng động vật chết hàng loạt ở 3 tỉnh hồi tháng trước. Nhà chức trách cho biết, cách duy nhất để ngăn chặn dịch bệnh gây chết người và không có vaccine phòng ngừa là tiêu hủy toàn bộ đàn lợn trong những trang trại đã phát hiện dịch. Các quan chức hiện vẫn đang điều tra nguồn gốc lây bệnh và chưa cho biết có bao nhiêu con lợn sẽ bị tiêu hủy. Một nông dân nuôi lợn cho biết, lợn chết khiến anh thiệt hại khoảng 3 triệu peso, tương đương khoảng 53.000 đô la Mỹ. Đầu tiên lợn không ăn, sau đó chúng bị sốt, khó thở, máu từ miệng trào ra và những bộ phận khác trên cơ thể chúng. Chúng tôi lỗ 3 triệu peso vì đàn lợn chết. Theo dự tính, nếu việc tiêu hủy các đàn lợn được tiến hành ngay thì có thể diệt ổ dịch trong khoảng 5 tháng. Ước tính việc tiêu hủy sẽ gây thiệt hại khoảng 180 triệu đô la Mỹ cho kinh tế Cộng hòa Dominica. Thịt lợn là một thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống của nước này. Cuối tháng 7, các nhà chức trách Cộng hòa Dominica đã phát hiện nhiều khu vực ở miền Trung và Tây Bắc nước này bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Đây có thể được xem là ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại Tây Bán Cầu trong vòng 40 năm qua. Tả lợn châu Phi là một bệnh lây nhiễm do virus gây ra và có nguồn gốc đầu tiên từ châu Phi. Bệnh có thể bắt gặp ở bất kỳ loài lợn nào, ở bất kỳ lứa tuổi nào của lợn với khả năng lây lan rất nhanh. Thống kê cho thấy, lợn nhiễm bệnh có tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Hiện tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại nhiều khu vực ở châu Á, Đông Âu và châu Phi. Hồi năm 2018, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát tại Trung Quốc, khiến nước này buộc phải tiêu hủy hàng chục nghìn con lợn để ngăn chặn đà lây lan.